mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC. Thưa quý vị, bây giờ chắc có lẽ quý vị đang chờ đợi xem hôm nay mẹ chồng nàng dâu nào sẽ xuất hiện, và trong những câu chuyện họ sẽ có những cái uẩn khúc nào, có những khúc mắc nào, và vui hay là buồn họ sẽ cùng trải lòng với chúng ta. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm sau những câu chuyện đó để hoàn thiện cái việc giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ gần gũi nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Chồng nó nằm gần, nó ra đường thơm như mít, nó gái nó nịnh như hoa, về nhà mặt chờ vợ một đống như này thì thằng nào nó thích. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Mời cô ngồi à. Dạ, mời cô à. Dạ, chào chị. Dạ. Xin mời chị ngồi ạ. À, mời cô giới thiệu về mình. Tôi là Trần Thanh Mai, Việt Kiều của Hàn Quốc. Ồ. Ở Hàn Quốc 20 năm. Trở về Việt Nam được 9 năm. Từ lúc về cưới con dâu là ở Việt Nam luôn, không về nữa. Năm nay mình 60 tuổi rồi, làm cái nghề xây dựng và đầu tư. Dạ. Trong dự án thì có ông xã là người Hàn Quốc. Ồ. Anh nhân sa yo. Kamsahamnida. Kamsahamnida kapmita. Thì cho gửi lời chào đến các bạn MC cũng như tất cả các khán giả trong trường quay, và xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Quyền Linh. Chào Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Nay con 29 tuổi. Con làm nghề nội trợ. Chị làm dâu của mẹ 9 năm rồi. Dạ, được 8 năm mấy. À, nhưng mình có em bé chưa chị hả? Dạ, mình có 2 em bé rồi. À. Một bé 7 tuổi, một bé 5 tuổi. Wow. Chúc mừng luôn. Phải nói là khi mà nhìn cô không ai đoán cô 60 tuổi cả. Đúng rồi. Cô có thể cho chương trình được biết là những cái ngày đầu tiên gặp gỡ cô con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận thế nào người cô con gái này? Khi mình lên Lâm Đồng thì đi công tác với một cái dự án để làm xây dựng á, thì anh làm chung với lại anh trai con bác của cháu. Thế thì cô sang cô nấu cơm dùm cho anh nhà có khách. Lúc đó là ông xã tôi là người nước ngoài mà đi đến cái vùng sâu vùng xa là người ta cũng như là nâng trọng lắm. Thì người ta mới đưa người để phục vụ bữa ăn các thứ. Thì tôi thấy cháu dễ thương. Nhưng mà lúc bấy giờ chưa có nghĩ gì đâu, chủ yếu là ông già chồng. Cái ông người Hàn này, ông ấy bảo là cho bác chụp một tấm hình được không. Thì lúc bấy giờ con trai tôi ở Mỹ mới về, cũng đang đi muốn kiếm dâu. Thế bảo ông xem kỹ đi nha, này gái ở trên miền quê này xuống thành phố có sống được không. Hay sau này lại đua đòi nó khó. Thì ông bảo tôi nhìn con bé này mặt hậu hĩnh, bà cứ đem nó về làm kế toán công ty trước đi, rồi mình xem rích nhất nó thế nào. Thế thì cháu về dưới này làm kế toán. Trong thời gian làm kế toán thì bác cũng dạy cho nấu ăn, dạy làm kim chi và dạy làm tất cả các món ăn Hàn Quốc. Thì cháu này cũng rất khéo. Khi nấu thì bố thích lắm. Bố ấy bảo là con này được đấy, nó cũng thông minh, bà cưới đi. Thế mà đấy, ngày xưa tôi mê tín thì tôi bảo này, tôi coi đi coi bói. 2 tuổi tôi bảo người ta cứ bảo không được. Thằng chồng hơn vợ 1 tuổi. À. Tôi coi bói về thì tôi bảo này không được đâu. 2 tuổi thì về nhỡ con mình có chuyện gì nó ngắn ngủi không thích. Ông già ông mới xúi thằng con trai, ông bảo bây giờ mày cứ nói dối mẹ đi. Để chừng 3-4 tháng sau đi. Rồi nói với mẹ là con cũng có bầu với con rồi. Nói dối. Thế thì thằng con trai nó bảo được không ba, ổn không? Hai biết nó rù rì sao nữa. Cái lúc mình về nó bảo... Liên nó học gần xong rồi mà giờ sang làm cho mẹ, thấy nó nhớ nhà, nó muốn về nhà. Thì con mới cho con bé này về nghỉ phép được 5-6 ngày á. Thì nó mới gọi nó bảo mẹ, mẹ giờ con nó ở với cố có bầu thì mẹ tính sao. Cái mình nói thật không đó, con người ta con gái nhà mày, mày làm ăn kỳ cục à. Tôi mắng nó xối xả nó, thì tôi lại gọi điện cho ông bà này thì bố mẹ cũng có gửi gắm. Tôi bảo con tôi nó nói vậy nhưng mà tôi không biết làm sao. Mà nếu lỡ vậy thì giờ anh chị tính thế nào. Bà bảo giờ tôi gửi cho chị rồi, tôi đâu có biết, nó ở nhà chị thì tự chị phải xử lý chứ sao tôi biết được. Bà xưa bà nói vậy thì mình mà thôi chết rồi, phen này thì chắc là phải đi cưới bố nó luôn rồi. Chứ bây giờ mà nó lỡ thế này mà cháu nhà mình thì đưa cho thằng nào nó nuôi thì nó đánh cháu mình chết. Không được. Rồi, sau đó là bắt đầu mình tiến hành luôn. Thì mới điện về Hàn Quốc, ông nội bà nội Hàn Quốc sang để đám cưới.
những cái ngày đầu tiên á, chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Ngày đầu tiên thì mẹ chỉ lên là làm khách của nhà anh thôi, nên mình cảm thấy đây là khách thôi, cho nên là thấy mẹ thoải mái lắm, chứ không phải là đem đi xem mắt con dâu này kia mà có áp lực. Nhiều khi mình biết mình sẽ làm dâu mẹ thì mình cảm nhận đây là người mẹ chồng thế nào? Dạ, tại vì em xuống em làm cho mẹ là ở chung rồi, nên biết cái tính của mẹ là thẳng thắn, cũng có nóng tính nữa. Lúc về làm dâu có sợ không? Dạ, cũng sợ. Sợ lắm, sợ như cọp chứ. Có bao giờ bị mẹ chồng la chưa? Dạ có chứ, sai cái gì là mẹ la liền luôn, chứ không có để bụng. Với lúc về làm dâu thì cô có thấy rằng nó khác so với lúc mà làm nhân viên mình lúc đầu không? Khác. Khác sao cô? Nó đi theo nó nịnh ông già cháu chứ nó không có nịnh tươi. Ủa, sao kỳ vậy? Tại ông già binh quá, ông già binh dâu lắm. Ông nói là hiện nay ở Hàn Quốc thiếu rất nhiều phụ nữ và phụ nữ rất được tôn trọng. Thì ông theo cái nếp sống ở bên đó. Ngày trước thì Hàn Quốc là cái thời tôi đi làm dâu là khó khăn vô cùng, khổ vô cùng luôn, hơn ngoài Bắc mà gia giáo rất là nhiều. Khi mà muốn đi ra ngoài thì phải đứng khoanh tay cúi rạp người xuống thưa mẹ con đi chợ. Sau 10 phút quay đi giật lùi trở ra chứ không được quay lưng mà đi đâu. Đúng vậy đó hả? Dạ. Từ ngày tôi làm dâu nay 30 mấy năm nhưng chưa bao giờ ngồi chung cơ với bố chồng, ngoại trừ bố mẹ chồng sang Việt Nam. Ở bên đó là phụ nữ ngồi bàn dưới, đàn ông con trai với chồng là ngồi mâm trên. Dạ. Nhưng mà lúc mà cô dâu về cô có áp dụng cái đó không hay là thoải mái hơn? Không, mình làm dâu nhiều vất vả quá. Đến khi con nó về thì cứ nghĩ nó là con gái thôi. Thì cô có 2 con trai, không có con gái. Nhưng mà có những cái thực ra là nó cũng không được như mình muốn. Bởi vì bây giờ lớp trẻ thì nếu mình nằm căng quá đấy, thì nó nghe chồng nó, thằng chồng nó nằm căng với mình thì mình mất con. Đôi khi cũng lại phải nhường nó đấy chú ạ. Nhưng mà cho con hỏi tí là ở nhà cô với chị là có điểm nào hợp với nhau không? Có những cái điểm gọi là muốn học cái món này, món nọ, món kia về nấu ăn là hợp nhau. Hoặc vấn đề chi tiêu tài chính là không hà, bởi vì nó keo kiệt chúng sờ. Mẹ chồng thì quá hoang. Cô ơi, vậy là cô phải mừng chứ cô. Thì mình mừng, nhưng mà đôi khi á, thằng con mình nó bị o ép vì sao. Nhưng mà nó có keo với mẹ chồng không? Không, mẹ chồng mà muốn cái gì thì cũng biết ý vậy lắm. Được rồi. Rồi ăn uống có hợp nhau không? Dạ, ăn uống thì mẹ nấu ngon lắm. Nên không em có cái nấu gì. Hả? Em nấu nhưng mà toàn mấy món luộc thì em nấu được. Chú biết tôi gọi đó là cái gì không? Gì cô? Dâu ba luộc. Là sao? Là luộc không? Luộc, trứng luộc, gạo luộc. Em thấy còn những điều gì mà em hợp với mẹ chồng nữa? Đi mua sắm à? Mua sắm? Là mẹ dắt đi mua, toàn là mẹ chọn à, mẹ kêu là cái mắt thẩm mỹ em muốn có. Cô dẫn đi mua là mua toàn bộ hết từ... Tết. Từ kể cả những cái nhỏ nhất của phụ nữ cũng là mẹ chồng mua mới hấp dẫn, chứ nó mua là vứt. Nó về nó phàn nàn, nó bảo là anh Hợp lúc này anh kỳ quá. Anh nghĩ sao mẹ ơi, thi thoảng mà giận nên cứ mày với tao. Thế tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào. Nó bảo không, con mắc cỡ lắm. Bảo hai con là còn mắc cỡ cái gì. Đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ, có xấu hổ lắm. Bảo xấu hổ cái gì. Bây giờ nhá, thứ nhất, trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không. Rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không. Chồng nó nằm gần nó ra đường thơm như mít ý, nó gái nó nịnh như hoa. Về nhà mặt cho vợ cũng một đống như này thì thằng nào nó thích. Đúng rồi. Thế thì bây giờ ấy, tôi đi tôi mua cho 4-5 cái áo ngủ. Một lúc tôi lựa màu hường này, màu xanh lạt này, màu trắng này mà von ấy. Nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung. Khi chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó. Vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra. Cái quần trong cũng phải là quần ren, nhìn cho nó hấp dẫn. Trời ơi. Thế này đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường, ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều, không được lèm bèm, vì đàn ông không ai thích nói nhiều. Khi mà say thì vào, anh ơi anh mệt không, pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó. Nó thấy thoải mái, nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền vừa được vợ thế này thì đi đâu, đúng không, là không phải ăn vụng nữa. Còn cách nào để cô dạy hai vợ chồng nó hạnh phúc được không cô? Có chứ. Cách nào nữa cô? Ví dụ mà chồng đi ra ngoài cho đi, nhưng anh đi mấy giờ anh về, anh đi tới đâu, hoặc là em đi cùng.
nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi, em không phải xấu. Nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp, cho hấp dẫn lên. Đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó quê mùa quá, nhìn bạn mới nhìn vợ mình mắc cỡ, nó không cho đi. Tôi ra tôi mua đồ xịn, mua đầm xịn, tôi mua trang sức cho đeo, tôi mua giỏ sắt cho, đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng. Khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ. Đầu tiên nó xấu hổ, nó không mặc chú ạ. Nó cứ chơi cái đồ của Lâm Đồng ấy. Tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu. Thay đổi ngay lập tức. Đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha. Có nha. Ủa vậy hả? Có nha. Có luôn hả? Có chứ. Làm sao? Lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ à. Mạnh ai nấy tắm thằng kia, nhiều khi nó gãy lưng đâu được. Bảo nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái, nó câu có. Tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng, mua đồ chơi thật nhiều, đổ ra đấy cho nó chơi mà kệ nó à. Hai vị chồng đi vô đóng cửa nhà tắm lại, kỳ lưng cho chồng. Rồi khen lấy cái bàn chải, ghi cái chân, cái cẳng ấy, nó thấy con tâm lý nó đâu đi đâu được. Thế bắt đầu từ đấy vậy thì hai đứa tắm chung đấy à. Sư phụ. Sư phụ thì có ai nào cô chăm sóc lưng điện nước cho cô dâu không? Có. Có luôn. Cách nào? Đứa nào cô? Sanh đứa thứ hai xong cai sữa là hàng nó ốc ác không à. Không còn gì trơn á. Tôi mới đi mua một cái kem mắc nhất của Hàn Quốc gửi sang là gần 2 triệu một hũ nhỏ xíu à. Mua cho về và con tối con massage đi. Massage, hôm nay có hàng đẹp rồi. Cô có thể cho con cái tên được. Chung đây là một mẹ chồng rất là tâm lý. Em thấy mẹ dạy những cái gì nãy giờ mà mình lo cho chồng này kia, em có thực tập giống như mẹ không? Có. Dạ. Rồi em thấy kết quả hay sao? Dạ. Hồi kia thì ảnh hay đi nhậu lắm, tới có khi 1-2 giờ đêm mới về. Mà từ khi mẹ bày thì không có nhậu ngoài nữa mà về nhà nhậu. Chị cho em hỏi chút xíu nha, hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chưa hợp nhau thì cũng có chứ ạ. Cách đây mấy năm là mẹ hay đi làm ở Hà Nội xa lắm. Có năm là Tết không có về được. Em thì lo cúng kiến mùng 1 Tết để em lo xong rồi. Em mới kêu thôi, năm nay không có ba mẹ ở đây á thì xin chồng cái gọi điện cho mẹ với ba thì chắc là Tết ba mẹ không có mở máy đâu. Ba mẹ liên lạc hoài không được. Cái mới xin chồng, xin bác chồng là cho về quê, cái em về quê. Cái mẹ gọi điện, cái mẹ biết đang ở quê, cái mẹ la, mẹ kêu chứ con á là không có coi cha mẹ chồng ra gì hết á, không có tôn trọng, không có xin phép, đi là không có phép tắc. Cái gọi cho ba em luôn, kêu là về coi lại con đi nha. Nó đi không có xin phép ai hết á. Khi đó ba mẹ giận lắm, giận dữ là dữ luôn. Gọi ba mẹ em xong là tắt luôn, hỏi nghe giải thích luôn. Mẹ mà giận, mẹ chồng giận là giận dữ lắm luôn á. Nhưng mà được có 2 tiếng mà sao à. Trời, mình làm gì cho mẹ hết vậy? Cứ đeo đẻo theo mẹ ơi này, mẹ ơi kia chị. Mẹ ơi hoài là cũng xui à. Cũng xìu theo. Nhưng chuyện gì mà cô không hài lòng về con dâu nhiều nhất không? Có cái chuyện mà nó hay giấu giếm, ví dụ như cô đi công tác 3-4 tháng chưa về. Rồi ở nhà nhiều khi con nó té đau chẳng hạn hay đi viện, nó không dám nói, nó sợ mình lo. Hoặc hai vợ chồng nó cãi cọ, nó giấu. Tôi gọi ra ngoài tôi bảo ra đây, thằng chồng đi theo đấy đó, đi ra chỗ khác mày, đây là việc của đàn bà. Bắt đầu mới ngồi nói bây giờ tối hôm qua ngủ thấy thế nào, có massage cho nó không, có chăm sóc nó chưa. Rồi ăn mặc lại lôi cái đồ cũ thốc thách mặc đúng không, nó nhìn nó chán đúng không. Nhưng mà con mệt quá, con dọn dẹp con mệt quá, mẹ không được. Mệt thì cho hai đứa nhỏ đồ chơi hay là cho nó ăn no nó ngủ đi. Rồi hai vợ chồng ngồi rù rì, vẫn phải ăn mặc cho nó hấp dẫn lên. Quần áo nó sạch sẽ, thì sức cái đồ mẹ cho nó thơm á. Đàn ông mà nó hửi mùi nó ghiền à. Thế là bắt đầu làm. Nhớ như còn đây là kinh nghiệm nha con. Kinh nghiệm quý báu. Quý báu đó. Kinh nghiệm dữ lắm luôn đó. Tất cả các con dâu chú ý như là phải chăm sóc chồng, nhịn nhục chồng lúc khi nó nóng thì mới giữ được hạnh phúc. Cứ bảo đàn ông có mèo nhưng mà 80% là do phụ nữ mà ra. Không biết tâm lý rồi đanh đá cá cầy thì đàn ông nó chán ngay lập tức. Cô này mà tôi không cứu vãn là thằng chồng đi chơi mất tiêu ấy. Thấy chưa, hay quá. Còn chuyện con cháu sao? Tức là chăm con thì em để cho mẹ hay là em học hỏi mẹ hay là em tự chăm? Dạ em tự chăm. Đứa sau á thì mẹ chăm hoàn toàn. Mẹ chăm như mẹ ruột vậy đó. Mẹ xong mẹ hơ rồi. Nói chung mẹ rửa ráy y như mẹ ruột vậy. Mẹ không có ghê tay như người ta.
Nhưng mà cô có khi nào xen vô cái chuyện chăm con cháu có la nó gì nó có chứ. La nữa hả? Cháu tôi mà xuống ký là tôi rầy à. Có khi về con bé nó xuống ký nó hỏi tại sao để con như này, hai vợ chồng mày làm gì? Như này mà xứng đáng làm mẹ hả? Là khiếp vãi hồn. Phải nhanh chóng chăm tăng cân hoặc là chết với tôi. Dạ. Ôi nào, em khóc vì mẹ chồng la em chưa? Dạ có chứ. Có hả? Khóc với chồng. Khóc chồng? Dạ. Mét chồng nữa hả? Dạ mét chồng. Nhưng mà chồng em lại rất là thương mẹ. Đứng ở giữa thì đâu có biết làm sao đâu. Chỉ biết im lặng. Im lặng luôn. Nói em ơi em, bây giờ mẹ bây giờ mẹ áp lực nhiều lắm. Em cứ học theo là im lặng là vàng là được em. Tại mẹ thẳng tính là mẹ nghĩ cái gì mẹ nói đó. Chứ gặp như những người mẹ khác thì họ ghim họ đi mình sao. Ừ. Thế con dâu cũng hiểu tâm lý mẹ ha. Hôm nay thì cô có muốn cô con dâu mình thay đổi điều gì? Cô cứ nhắn nhủ cô luôn đi. Cô muốn con dâu là phải trung thực. Từ tài chính đến quan hệ phải minh bạch với gia đình chồng và chồng. Nếu mà ngại không nói với mẹ thì có thể nói với em chồng, tâm sự với nó hoặc là nói với chồng. Hôm nay có mẹ ở đây ha. Em muốn nói điều gì với mẹ, muốn chia sẻ gì với mẹ? Hai mẹ con đứng lên với nhau, nói chuyện với nhau cho tình cảm thế nào. Con cảm ơn mẹ. Bấy lâu nay, bao nhiêu thời gian qua là mẹ đã cưu mang cho con, đã dạy dỗ con được như ngày hôm nay. Con rất cảm ơn mẹ. Đừng có nể, chỗ nào không thích nói luôn. Đúng rồi. Dạ không, con chỉ thích mẹ như vậy thôi. Mẹ đừng có thay đổi hơn nữa. Ôm mẹ đi nào. Chúc hai mẹ con cứ như thế nha. Hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn. Đây là một kỷ niệm gửi tặng cho cô. Đây là một giá trị tinh thần. Con cứ xem, nhìn nó nhớ lại chương trình. Tôi cũng mong tất cả các bà mẹ chồng hãy yêu con dâu như con gái. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chương trình cũng có phần quà tặng dành cho cô. Đây là Natural Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, cảm ơn. Đây là cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Xin tất cả các bà mẹ chồng cũng về mua những cái này để giữ nhan sắc đẹp nha. Dạ, còn một phần quà đặc biệt nữa là một chiếc TV 40 inch của thương hiệu Akino, tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất, trị giá 5.950.000 đồng ạ. Xin dành tặng gia đình mình ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên, thế xong mình ăn không hết, nhà có hai vợ chồng thì phí công mẹ, mẹ lại còn cho thêm tiền. Em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá, cứ thế này con không lớn được. Xin mời. Wow. Mời cô ngồi ạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin mời chị ngồi ạ. Hai mẹ con mặc áo nổi quá, đẹp quá nha. Đồng áo đồng chất quá hả? Đồng áo đồng chất. Dạ, chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết ạ? Xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Lê Lộc, xin chào quý khán giả. Tôi tên Lê Trường ạ. Năm nay tôi 57 tuổi. Dạ. Đã nghỉ hưu ạ. Cô là ở đâu cô? Cô ở Hải Dương. Hải Dương. Nhưng mà con thì ở trên Hà Nội. Con lên Hà Nội, cô lên Hà Nội rồi bay, hai mẹ con là bay từ hôm qua vào đây. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình. Cảm ơn cô rất nhiều. Thì qua chương trình này thì cô lên tới Sài Gòn hôm qua, cô mới nghĩ được mấy câu thơ. Nhưng mà xin chương trình là cô cũng chưa nhớ hết thì cô còn dễ đọc. Mạn muội có mấy câu thơ. Dạ, mời cô đọc đi ạ. Hôm nay mùng 1 tháng 10, tôi từ Hà Nội bay vào miền Nam, mừng vui tọa nguyện ước mơ, mừng gặp Lê Lộc, người hùng Quyền Ninh, gặp các mẹ, các làng dâu cùng đến đây tâm sự, giải bày cùng nhau. Chuyện mẹ, chuyện làng dâu, chuyện từ lúc mới gặp nhau, đến nay sống trọn mẹ chồng nàng dâu, dù cho sống ở nơi đâu, chỉ mong cuộc sống bình yên hàng ngày, mẹ con mười ý vẹn tròn, trong nhà luôn ấm, ngoài nhà lại êm. Qua đây cũng chẳng nói thêm, chương trình cũng chẳng phải lo, đã đến nơi rồi mẹ sẽ đổi thay, dâu hiền thì sẽ khắc sửa ngay, gia đình êm ấm, vui tươi cả ngày. Thật sự rất là hay. Ở Sài Gòn chào đón Hải Dương, xin trao trọn nghĩa tình thương trọn đời. Hay. Còn khóc. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Em là Phan Thị Trang, 28 tuổi.
đang làm wedding planner ở Hà Nội. Em làm dâu mẹ được 3 năm rồi ạ. Mình có em bé nào chưa chị? Em có em bé 20 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu tương lai, cô cảm nhận về người phụ nữ này như thế nào? Cái ngày đầu tiên thì con trai cô cũng báo trước là đến tuần thứ bảy này thì con sẽ đưa người yêu con về. Da thì đen, chân thì chân voi. Trời. Mẹ có nhất trí không? Mới về thì ra mắt thì cũng ít nói. Khi ăn cơm xong thì cô cũng bảo lên uống nước con ạ. Thế thì con quay đi qua lại chả thấy con dâu đâu cả. Hóa là đang dưới bếp lúi húi là lau dọn bếp, lau dọn phòng tắm, nhà vệ sinh. Thế cô được lòng, cô bé này cũng được đấy. Về nhà đầu tiên đã tham gia cái công việc nội trợ trong gia đình cùng mẹ rồi. Còn với chị thì không biết chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Nghe nói mẹ là hiệu trưởng, rồi mẹ lại là bà hội đồng nhân dân. Thì nghĩ là mẹ khó tính lắm. Dạ. Nhưng mà về gặp mẹ thì mẹ rất giản dị. Mà lúc đó em thì đang là sinh viên, vừa béo, vừa đen, ăn mặc quê mùa lắm, không trang điểm đâu. Mà trong khi con trai mẹ thì đẹp trai người người, lại công việc ổn định. Em nghĩ chắc mẹ đánh trượt rồi. Đến lúc mà cưới thì hai nhà cũng phản đối dữ lắm. Không hiểu sao hai nhà đi xem bói, thấy bói tốt tính, bảo là cái chàng trai này là chăm vợ này, yêu vợ này, hiền lành này. Còn cái cô con gái này thì tốt bụng, thương người. Thế là hai gia đình đồng ý cho cưới ạ. Là không kỳ tuổi cô không? Không đi xem bói, nhưng cô tính tuổi thì hai cái tuổi không hợp, xa quá. Thế mà cách nhau 400 cây. Nếu mà ở xa thế thì hai bên cũng vất vả. Thiệt nhất là thiệt con gái. Dạ. Muốn về gia đình thì là xa quá, ít được về. Nhờ may cũng nhờ thầy bói á. Em có thêm cảm ơn thầy bói không? Em có. Thật sự luôn, vì các mẹ nghe thầy bói lắm. Đúng rồi. Nếu thầy bói nó không được đâu, đừng có lấy nhau. Là xong luôn rồi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Khi mà về làm dâu những ngày đầu tiên thì cô thấy con dâu có như là những ngày đầu nó về để nó thăm mình không? Cháu cũng bình thường. Cháu đi học cũng ít khi là về cái nội trợ. Cái thức ăn hay là cái chế biến các thứ nó cũng khác miền Bắc mình. Nhưng mà con thì cũng không dám nói. Mẹ thì cũng tâm sự là những khi thứ này thì mẹ làm con quan được không. Như nấu canh ấy thì ở ngoài quê ở Hà Nội thì mình cá mới lại mùng tơi hay là các thứ đấy. Nhưng mà trong miền Trung người ta không ăn những cái thứ đó. Mà mẹ cũng phải dạy con từ cả từ là nấu ăn rồi chế biến các món ăn. Con cũng thích mẹ là nấu xôi, cuốn chả cuốn. Mẹ cũng dặn con, đến lúc đầu thì không làm được. Nhưng đến bây giờ thì con cũng đạt điểm 9 rồi. Rồi em thấy cảm giác là có những cái điều gì em chưa học với mẹ chồng không? Từ lúc mà về làm dâu mẹ đến giờ thì mẹ bao bọc lắm. Mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên. Nhiều vô kể, cứ phải khoảng 25-30kg. Thế xong mình ăn không hết, nhà có hai vợ chồng. Thì phí công mẹ, mẹ lại còn cho thêm tiền. Em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá, cứ thế này con không lớn được. Mình không muốn mẹ lo cho mình quá. Vâng, vì hai vợ chồng rất là tự lập, rất muốn tự lập. Cũng hay nhỉ, có những nàng dâu lại muốn mẹ lo cho mình, càng lo mình là càng thích hơn nữa. Còn này mẹ lo lại không muốn cho mẹ lo, nói luôn với mẹ như thế. Là cô cũng muốn ở nhà quê, mà cô trồng được những cái loại rau đấy, cô muốn mang đi cho con. Gạo thì ở quê, nhưng cứ mỗi lần mang đi thì con dâu, con trai đều mẹ mang đi xuất khẩu, sao mà mang đi nhiều thế. Ôi mà nó ở nhà thì cô thì cái gì cũng muốn mang đi. Dạ. Báo mẹ nhiều lần nhưng mẹ cứ tiếc của quê mẹ mang đi cho con. Dạ. Thế muốn là an toàn thực phẩm mà cũng sạch sẽ. Nhưng nó lớn rồi cô cho tiền nó hoài. Không, ý là cô muốn là vợ chồng nó trẻ thì cô không cho. Nhưng từ khi có con mà thì bà muốn là bà không đi siêu thị, đi các chỗ mẹ chợ mẹ mua cho cháu được thì mẹ gửi tiền con để thỉnh thoảng con mua cho cháu. Về cái việc chăm cháu á chị, hai mẹ con mình có thống nhất với nhau không? Mẹ em là hiệu trưởng mầm non nên mẹ có kiến thức về chăm bé. Và vợ chồng em cũng nói trước là chúng con đi học các lớp về chăm bé rồi, nên là cũng mong bố mẹ tôn trọng cách chăm sóc của con. Không biết là mẹ thì có suy nghĩ gì không, mẹ cũng không dám nói lại với mình đó. Rồi lúc đó cô, khi mà con dâu nói vậy thì cô thấy tự ái không cô? Tâm lý cũng không được vui lắm. Vì là con nghĩ là cô đã trải qua là sinh hai lần mà nuôi con trưởng thành, từ lớn đến bé là không phải đi viện. Thế thì cô cũng nghĩ là thôi thì giờ bây giờ nuôi con theo khoa học, mà con đã đi học tập huấn các lớp tập huấn rồi thì thôi cứ để con cho nó chăm sóc. Nhưng mà mẹ cũng nhắc nhở là khi nuôi con phải những tháng này thì như thế này, hay là khi nó nóng nó sốt hay làm sao thì phải cái thuốc gia truyền hay như thế nào đấy, chứ không phải là cứ hơi tí nóng sốt lại đi bệnh viện.
Nhưng cái điều quan trọng khi em nói câu đó, em có biết rằng chắc chắn rằng mẹ chồng em sẽ buồn không? Em nghĩ là mẹ có buồn nhưng mẹ lại không nói. Thì vợ chồng và trong gia đình quyết định là cái gì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau để chia sẻ. Dạ. Cá tính nha. Dạ. Chứ thường mà nói con dâu nào nói mẹ chồng là mẹ phải tôn trọng cái chuyện lo con cái của vợ chồng con là mẹ chồng nào giữ như... Hồi nãy như gặp đầu tiên là em mệt lắm luôn đó nha. Cái này là em có chồng vệ sĩ, chồng quyết cái gì là bố mẹ không thay đổi được. Thì em cứ dựa vào chồng. Dựa vào chồng. Cô thấy con dâu mình nó đối xử với mình cái gì chưa tốt chứ cô? Có cái vấn đề là mẹ chưa hài lòng. Rèn con về đêm đấy, không dậy ti nhiều lần mà không thức đêm. Thế là rèn cái thời gian rèn thì mẹ lên thì mẹ lại cứ thấy con cháu khóc sốt rồi lắm. Bà thì làm ở trên lầu 3, con ở lầu 2 là cứ thấy cháu khóc là bà không ngủ được. Và dậy thì bà nhìn thì nó cứ lăn hết bên nọ bên kia, toát hết mồ hôi ra. Mà mẹ không nói gì, bố không nói gì, cứ để kệ đấy. Bà sốt ruột lắm, thế cứ đi lên đi xuống. Cuối cùng là bà ngồi cầu thang mà khóc chứ. Cứ nhìn thấy mẹ thì con dâu lại hắt tay ra này. Để mẹ ra mẹ không vào. Trời ơi, tội nghiệp bà nha. Sợ là bà lên được 2-3 bữa thì bà lại làm cái con nó đang rèn mà. Nhưng mà lúc mà chị hất tay mẹ ra vậy, chị thấy mình có lỗi với mẹ không? Tại vì mẹ cũng muốn quan tâm với em bé mà. Thế mẹ thương mình nên mình cũng không thấy lỗi gì. Đúng mà nãy giờ qua hai cái câu chuyện thấy cô này cũng khá cá tính. Có lẽ là em cũng dựa vào chồng quá. Như thế mình cảm giác mình ăn hiếp mẹ chồng hơi nhiều. Nó cũng muốn tốt thôi. Mà mình thì cuối cùng bây giờ mẹ cũng thấy con như thế là con cũng làm tốt cho cháu mẹ. Bản lĩnh, thấy người mẹ chồng không? Có thể hy sinh cái nỗi buồn của mình để cho con cháu có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Có những điều gì mà mẹ làm khiến cho chị nhớ nhất? Có một câu chuyện mà em khá xúc động. Hàng tháng mẹ lên thăm hai vợ chồng 1-2 lần gì đó. Xong mẹ mang rất nhiều đồ ăn lên. Lúc nào cũng mong mẹ lên nhưng mong mẹ đi chợ về đó. Hôm đó là Hà Nội nắng nóng lắm. Thì mẹ lên chơi mấy hôm rồi mẹ về. Mà mẹ về giữa trưa. Thì lúc đấy em vẫn đang ngủ. Vì là đêm cháu quấy á. Thì khi xuống bếp là thấy đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi. Thế mẹ thì đi về giữa trưa nắng. Nhìn thấy thế em thấy thương mẹ quá. Thấy mình lớn rồi mà mình chưa làm được gì cho bố mẹ để mẹ vất vả ấy. Em khóc, em nhắn tin cho mẹ. Em mới nói là con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ. Và em cũng chia sẻ câu chuyện đấy lên chương trình. Và bây giờ hai mẹ con ngồi đây. Tóm lại là mẹ cũng rất tình cảm với con dâu. Con dâu cũng rất tình cảm với mẹ. Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là con dâu nó có làm điều gì cho cô vẫn còn trăn trở, cô không nói được không? Có cái điều mà cô cũng hôm nay cô cũng muốn tâm sự với chương trình và với con dâu. Với cái này thì cô cũng chưa nói với con dâu. Vì cái công việc của các cháu là các em nó làm về đêm. Nhưng cũng có hôm không làm về đêm, cũng nên thu xếp khoa học hơn. Để ngủ sớm và dậy sớm. Cái cơ bữa nhà anh chị thì ở trong miền Nam ra rồi các bác, các cô chú đến này là mỗi người một việc. Làm mà con trai, con dâu cứ ngủ thôi. Mẹ nên nào dậy gọi thì muốn gọi dậy nhưng mà thấy hai đứa nó ngủ ngon quá. Lại thương hại, lại chạy giúp. Cứ nhìn thấy nhiều việc quá lại chạy lên. Chạy lên lại thấy con dâu cũng ngủ ngon, con trai ngủ ngon lại chạy xuống. 4 lần như thế mà cô không dám gọi. Chắc là do cũng nhiều việc quá chị hả? Dạ. Với lại chồng bảo với em là mệt thì cứ ngủ. Giờ vẫn còn ngủ không em? Ngủ trễ không? Vẫn còn giờ sớm hơn một tí là khoảng 7:30 dậy rồi. Sắp xếp thời gian nào để chúng ta có thể dậy còn lo công việc gia đình, có những chuyện cần thiết thì sao ha? Em có muốn nói gì với mẹ, mong muốn điều gì thay đổi với mẹ? Con chỉ mong là mẹ bớt bao bọc con cái, cho con trưởng thành, con tự lập để con khẳng định với bố mẹ. Thêm nữa là con mong mẹ mang ít đồ ăn đi. Vì mẹ mang nhiều thì tội cho mẹ. Mẹ có bệnh về cuộc sống. Bác sĩ dặn là mẹ không được dắt xe đâu á. Thế mà mỗi lần mẹ mang lên 30-40 cân như thế thì sau này thế nào? Mẹ em còn không bê được, thế sao mẹ lại xách được đi từ xe buýt rồi xe khách 2-3 chặng liền. Trời ơi, thương con cháu đó. Biết là mẹ con... cũng không phải lo là con thiếu ăn đâu. Hoặc là cháu thì có bỏ bữa một tí cũng không sao. Không phải lo cháu đói, cháu lạnh gì đâu. Cứ để cho chơi thôi. Nói chung là con dâu với con trai cô cũng nhắc nhiều lần. Cũng thương mẹ, đã rút kinh nghiệm rồi. Nhưng khi mỗi lần sau đi thì lại cái kinh nghiệm đi đâu hết rồi. Lại tiếc lại mang đi. Xếp rồi lại xếp ra, xếp vô, xếp vào. Cuối cùng lại xếp hết. Nói chung bỏ lại sợ con mình khó ăn đúng không? Nghĩ thế là mẹ cứ nói chung là mẹ bớt dần thôi.
chứ còn bỏ cái khuyên của các con thì mẹ chưa bỏ ngay được. Có bao giờ con nghĩ rằng con dâu sắp xếp đồ đem về quê cho mẹ không? Dạ mẹ không cho. Đó thấy chưa? Con dâu không cho mẹ vẫn cứ lên, nhưng mà mẹ không cho là con dâu không đem. Cái đó là cái hết sức là quan trọng. Đôi khi cứ một chiều hoài đó thì nó cũng không hay. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều hôm nay đến chia sẻ câu chuyện. Và hy vọng với câu chuyện ngày hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Thôi giờ mình hứa với mẹ điều gì để cho mẹ vui lòng ngày hôm nay đi. Con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng ngủ sớm, dậy sớm, không dựa dẫm vào mẹ với anh nữa. Em bé lớn rồi thì con sẽ về thăm mẹ thường xuyên, vì em bé có thể đi xe khách được rồi. Thế còn mẹ cũng mong muốn cho con là thật thương yêu gia đình, yêu các con và yêu bố mẹ. Và cuộc sống của con thì dù vất vả khó khăn thì cũng vượt qua hết. Ơi, nói sách ít lại cho nó nhẹ lại đi. Và hứa mẹ sẽ cố gắng dần dần giảm đi. 40 cân còn 35, 35 còn 30, 30 còn 25. Giữ gìn sức khỏe cô nhé. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm để gửi cho gia đình. Dạ. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và phần quà tặng cho cô và chị là Cao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh ạ. Còn đây là phần quà đặc biệt, một chiếc TV 40 inch của thương hiệu Akino, tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất, trị giá 5.950.000 đồng ạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô và chị ạ. Chúng ta vừa theo dõi hai câu chuyện khác nhau, nhưng chung một cái điều, tức là chia sẻ với nhau, chúng ta tình cảm với nhau, yêu thương nhau thì chắc chắn cái tình cảm nó sẽ tồn động mãi mãi. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng khi trả lời đúng câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin được cảm ơn nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ Lê Lộc và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại Mẹ Chồng Nàng Dâu tuần sau nhé. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn ít đi, kệ nó. Kêu anh vậy, anh phá đồ anh nè. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc, đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, hai mẹ con dặn đồng hồ reo, tối khuya hai mẹ con thức dậy coi. Mẹ thì không có nhớ đội nào hết, nhưng coi khoảng chừng 50 phút là mẹ đoán đội nào thắng. Và cái tỷ lệ chính xác rất cao. Thằng con của cô nó người qua, nó học thì nó học không có nhiều, có học tới cấp lớp 6. Rồi nó mê chơi này kia kia nọ, cứ nó đi ăn nhậu hoài. Cho nên là cô la con chứ cô không có la dâu.